HeroQuest là thế giới ảo để game thủ điều khiển chuyến hải trình của mình trong khi chiến đấu với những con quái vật thần bí nơi biển cả. Đây là một tựa game tương đối đặc biệt vì nó sẽ giúp các nhà nghiên cứu xác định một điểm chuẩn được coi như ngưỡng mà người bình thường sở hữu kỹ năng điều hướng đầy đủ không khuyết tật, từ đó đưa ra kết luận liệu người được kiểm tra có mắc phải bệnh đãng trí hay không. Qua thời gian, game Sea Hero Quest được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhà khoa học và bác sĩ trong việc phát hiện sớm bệnh đãng trí, giúp việc phòng ngừa để có cách phòng tránh, giảm thiểu tối đa tổn hại mà bệnh gây nên. Để trải nghiệm tựa game Sea Hero Quest, mời bạn tải game theo đường dẫn của GameHub.vn nhé! Tựa game Pokemon Trading Card quy tụ những trận đấu bài vốn đã gắn liền với tuổi thơ biết bao nhiêu người xuyên suốt 20 năm hành trình của cái tên Pokemon. Chính đặc điểm này đã khiến Pokemon Trading Card được xem như một bản Magic The Gathering giản thể, với lối đánh đối đầu giữa hai game thủ lựa chọn nhập vai quái vật và sử dụng thẻ bài ma thuật để giành lượt chơi. Tuy nhiên, tựa game này lại thiên hơn về tính giản đơn và gần gũi với cộng đồng người chơi. Game sở hữu khá nhiều kiểu đánh để người chơi lựa chọn và dự kiến thân thuộc với cả những người chơi mới như chiến dịch đấu đơn, cơ chế đấu mang bao gồm nhiều trận đấu ngẫu nhiên và một danh sách bạn bè để tìm kiếm nhiều lượt chơi. Nếu bạn đã từng chơi Pokemon Trading Card trên PC thì mọi thẻ bài ma thuật, tùy chỉnh và tất cả những thông tin mà bạn thực hiện đều có khả năng lưu trữ và chuyển đổi lên bản game cho thiết bị cảm ứng. Olympus Rising thử thách người chơi giải phóng sức mạnh của các vị thần Hy Lạp cổ xưa và gây dựng một đội quân hùng mạnh, tuyển tập những huyền thoại bất hủ của thần giới. Tựa game mở ra một cuộc hành trình chinh phục đảo cùng bạn đấu và chiếm lĩnh của cải kho báu của họ, thu thập một loạt các nhân vật anh hùng như Perseus, Hercules hay Helen của thành Troy và sử dụng khả năng đặc biệt của các nhân vật này để khiến đội quân của mình thêm hùng mạnh. Để đảm bảo không xảy ra sự báo thù, thành viên của Alliance còn có thể thử hàng phòng thủ tại thành phố bạn bè hay những hòn đảo bạn không thể chinh phục. Ngoài ra, bạn có thể giới thiệu ưu thế của mình trên đỉnh Olympus nhằm khuếch trương thành thế và trở nên đặc biệt hơn. EA Games đã tạo ra nguyên mẫu 6 hoặc 7 bản game trước khi đi đến quyết định cuối cùng với bản thiết kế hiện tại cho Bijou Brawl Stars. Hãng cũng đồng thời sử dụng cơ chế game của Unity để đem đến những hiệu ứng tốt nhất. Đối với những tựa game puzzle 2D mới, bạn sẽ cần kết hợp 3 viên ngọc và kích hoạt tất cả các hành động từ nổ, phá đến thử thách chéo. Bijou Brawl Stars đã bao gồm nhiều thử thách mới như Currents, Cloud và Glacier. Bạn có thể kiếm sao nhằm làm bừng sáng trời đêm hay hoàn thành vượt qua các chòm sao để mở khóa hàng loạt sức mạnh bí ẩn. Với 205 level và hơn 100 thử thách xuyên suốt toàn bộ trò chơi, game thủ chắc chắn sẽ không cảm thấy nhàm chán khi tận hưởng niềm vui mà Bijou Brawl Stars mang tới. Frontline Commando River với bối cảnh game khá mịt mờ vì đa phần chỉ tập trung vào các trường đoạn hành động và đấu súng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận ra nét mới của tựa game này so với đàn anh đi trước khi giới thiệu đến game thủ những yếu tố viễn tưởng như robot, zombie và vô vàn chủng khí tài hiện đại. Trên hết, tựa game còn mang tới cộng đồng cơ hội đối đầu trực diện nhau qua cơ chế PvP thời gian thực. Các màn quần thảo giành giật nhau từng đơn vị máu, đáp trả từng loạt đạn với sự căng thẳng luôn trực chờ sẽ là hình ảnh hiện diện mọi lúc mọi nơi trong đấu trường mạng của Frontline Commando River. Và hiện tại, tựa game này mới chỉ phát hành giới hạn tại một vài nước và vẫn đang là phiên bản thử nghiệm. Tuy nhiên, GameHub.vn đã sớm tiếp cận được địa chỉ tải game.